chào các bạn nha. Bây giờ cùng mình đi tô màu cho số 2054 của ngày hôm nay nhé. Mình sẽ sử dụng màu nâu để tô màu nha các bạn. Đi xem nhà bà cho cái đống quần á, ngồi nó cứ lọt chim thôi. Không riêng đâu biết à. Tô màu xong rồi nha các bạn. Các bạn thấy hay hãy like và subscribe cho mình ạ. Tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.